Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Gunpla News số mới nhất với rất là nhiều thông tin thú vị. Tuần này thì chúng ta sẽ đến với các thông tin về việc dời ngày ra mắt của mẫu kit Premium Bandai Hinu Titanium Coat mới, về các sản phẩm Premium Bandai ν Gundam kỷ niệm khai trương tượng Nu 11 tại Fukuoka cùng Gundam Port sắp được đưa vào hoạt động tại đây, về bộ sản phẩm kỷ niệm 10 năm của anime Gundam Age, về Gundam phiên bản nhâm dần 2022 và những thông tin thú vị khác nữa nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi nào. Mặc dù là trước đó đã có lịch phát hành vào ngày 22 tháng 1 năm nay, nhưng mà mẫu Gunpla RG Hinu Gundam Titanium Coat với giá niêm yết là 9.900 Yên đã bị dời lịch ra mắt. Lý do cũng chính bởi vì sự ảnh hưởng của đợt dịch bùng phát mới này nên là mẫu kit đã bị dời lại. Hiện tại thì Bandai cũng chỉ thông báo với chúng ta là sẽ cập nhật lại lịch phát hành cho mẫu kit này sớm nhất có thể mà thôi, chứ cũng không có bất kỳ thông tin nào thêm cả. Tuy rằng mẫu Hinu Gundam Titanium Coat không thể ra mắt đúng như lịch dự kiến, nhưng mà thay vào đó chúng ta sẽ có bộ sản phẩm SD, EG và RG RX-93FF ν Gundam phiên bản kỷ niệm ra mắt tượng ν Gundam tỷ lệ 1:1 tại Lalaport Fukuoka, Nhật Bản. Giá lần lượt cho từng sản phẩm như sau: RG RX-93FF ν Gundam 4.950 Yên, EG RX-93FF ν Gundam 1.430 Yên, BB Senshi RX-93FF ν Gundam 1.650 Yên. Cùng với tượng 11 RX-93FF ν Gundam thì tại Lalaport cũng khai trương thêm Gundam Port với một cửa hàng mô hình Gundam Side-F, một cửa hàng các sản phẩm lưu niệm của Namco và một khu vực trò chơi thể thao vận động VS Port with G. Bandai cũng vừa thông báo sẽ cho ra mắt bộ sản phẩm HG 1/144 H1 Razer và H2 All-Times nhằm kỷ niệm 10 năm ra mắt series anime Gundam Age. Thực chất là hai bộ pack này đã từng được sản xuất dạng quà tặng kèm theo tạp chí Hobby Japan và Dengeki Hobby trước đó. Vậy nên bạn nào là fan của kit dòng Gundam Age mà đã bỏ lỡ hai bộ pack trước đây thì hãy tranh thủ pre-order trong đợt tới này nhé. Bộ sản phẩm này sẽ bao gồm cả hai mẫu kit HG 1/144 A1 và H2 Gundam, dự kiến sẽ ra mắt ở trong tháng 3 năm 2022 với giá niêm yết là 3.960 Yên. Cùng với hai mẫu Gundam Age là bộ kit Premium Bandai HG 1/144 Gundam Legilis Memory of Eden cũng sẽ được tái xuất bản. Hiện tại thì thông tin cho bộ sản phẩm này cũng chưa được công bố và sẽ có khi được mở pre-order nhé. Thật sự là với dịp kỷ niệm 10 năm của series Age thì có lẽ là nhiều người đã mong đợi Bandai công bố hai mẫu MG thất lạc của series này, đó là MG H3 Normal và MG HFX mà chúng mình đã từng đề cập ở video Bandai và những mẫu kit Gunpla bị bỏ quên rồi. Bạn nào chưa xem thì mình sẽ để đường link video ở góc phải màn hình nhé. Trong tuần qua, Bandai cũng đã công bố thêm clip nói về mẫu Metal Build Hinu Gundam. Các bạn có thể tham khảo tại đường link mà mình để ở trong phần mô tả bên dưới nhé. Dù Metal Build Hinu vẫn có những nét thú vị, nhưng mà có lẽ là do ra mắt gần với thời điểm với mẫu RG nên là mẫu Metal Build đã không còn gây được nhiều sự chú ý nữa. Tết Nguyên đán nhâm dần cũng đã sắp đến gần rồi, chính vì vậy nhà thiết kế Kunio Ōkawara đã thiết kế nên mẫu Gundam phiên bản hổ, hay còn được biết đến như là một phiên bản nhâm dần dành riêng cho năm 2022. Kunio Ōkawara được biết đến với tư cách là nhà thiết kế các mẫu người máy cho những series anime, mà nổi tiếng nhất đó là series Gundam Brave của Takara, cùng với nhiều mẫu Super Robot và Real Robot khác. Đây sẽ là mẫu Gundam theo phong cách 12 con giáp thứ tư được bác Okawara vẽ. Các mẫu của năm trước bao gồm Hợi, Tý và Sửu. Trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng đã có thêm những hình ảnh về bộ Metal Build Sniper Pack mới dành cho series các Mobile Suit dòng Side. Sau đây là một số tin vắn khác. Những hình ảnh mới của mẫu sản phẩm Robot Damashii Golf Custom vs Anime và Gunchang Mass Production vs Anime. Ra mắt bộ sản phẩm Mobile Suit Assemble Trendy bao gồm mẫu Mobile Suit Gundam Crossbone X1, Gundam Crossbone X2, Gundam Strike Ilucas, Nemo, IWSP Pack và bộ áo choàng cùng vũ khí cho Gundam Crossbone. Bộ sản phẩm kỷ niệm trước khi đóng cửa của Gundam Cafe là Ultimate Luminous Gundam. Mobile Suit Bible số của tuần này sẽ mang đến cho chúng ta thông tin về mẫu Mobile Suit GATX-102 Dual Gundam. Ra mắt mẫu Metal Robot Damashii Size MS K Signature Hyakuseki Kai. Và đó là tất cả những thông tin mà chúng mình muốn mang đến cho các bạn trong số điểm tin Gunpla tuần này. Nếu như những thông tin trên có gì thiếu sót thì các bạn có thể bình luận ở bên dưới bổ sung cho tụi mình cùng biết nha. Còn nếu thấy hay thì các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe kênh C3 Gundam để theo dõi nhiều nội dung thú vị hơn ở trong tương lai nhé. Với lịch lên sóng hàng tuần thì chắc đây là video cuối cùng của năm Tân Sửu rồi. Vì vậy chúng mình cũng xin chúc các bạn có một cái Tết thật là vui vẻ và sum vầy ở bên gia đình. Các bạn nhỏ thì sẽ nhận được thật là nhiều tiền lì xì nè. Còn các bạn lớn hơn thì sẽ gặp được nhiều may mắn, hạnh phúc ở bên người thân. Và nhất là sẽ sưu tầm được thật là nhiều mẫu gameplay các bạn yêu thích nhé. Chúng mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở năm nhâm dần với thật nhiều nội dung mới, hay ho và thú vị hơn nữa. Bây giờ thì chào tạm biệt và chúc mừng năm mới các bạn nhé.